Ngày nào mà mình cũng dùng, mà cứ mỗi ngày mình dùng mình vứt đi 5 đến 7 nghìn thì rất là tiếc đúng không? Nếu giả sử mà mẹ không chữ sữa ở ngăn đá để ngăn mát. Hi hi hi. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel Mom ơi. Hôm nay mẹ Sam sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm về việc làm thế nào để các mẹ có thể bảo quản được sữa mẹ đúng cách. Bởi vì có rất là nhiều mẹ do không biết cái cách bảo quản sữa mẹ, dẫn đến là bảo quản sai, dẫn đến là mất chất sữa hoặc là làm cho sữa bị hư hỏng đi. Và khi mà con ăn vào cái sữa mà đã bị hỏng, bảo quản sai cách thì nó rất là có hại cho đường tiêu hóa của con. Một cái điều mà các mẹ cần lưu ý đó là cái thời gian bảo quản sữa mẹ như thế nào. Thứ nhất, nếu như các sữa mẹ mà các mẹ vắt ra, các mẹ để ở ngoài ở nhiệt độ phòng thì mình sẽ để được chỉ tối đa lên đến 6 tiếng thôi. Và nếu như mà trời nắng nóng như là nhiệt độ từ 28 đến 30 độ trở lên thì mình chỉ để sữa mẹ ở ngoài tối đa 2 giờ đồng hồ. Các mẹ nhớ nhá, tối đa mình chỉ để 2 giờ đồng hồ thôi. Quá 2 giờ là sữa nó đã bị hỏng rồi và các mẹ không nên sử dụng cái sữa đó nữa. Nếu mà nhiệt độ thấp hơn thì mẹ có thể để thời gian lâu hơn. Nhưng mà tốt nhất là nếu như mẹ xác định là con chưa dùng đến, khi mà mẹ vắt ra mà con chưa ăn đến, thì tốt nhất là các mẹ có thể để ở trong cái ngăn lạnh, ngăn mát. Bởi vì khi mà sữa được bảo quản trong ngăn mát, tủ lạnh thì các mẹ có thể để nó lên đến 48 giờ. Sau 48 giờ thì sữa đó mình sẽ bỏ đi, mình không dùng nữa. Trong vòng 48 giờ thì mình có thể dùng. Và nếu như mẹ bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh, mẹ bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh thì có thể để đến 3 đến 6 tháng tùy vào cái điều kiện tủ nhà mình. Nếu như tủ nhà mình là cái tủ chuyên dùng để trữ sữa cho con thì có thể lên đến 6 tháng. Còn nếu như trong trường hợp tủ mình còn để rất là nhiều thức ăn của gia đình cùng nữa thì tốt nhất là mẹ sẽ phải để cái sữa trữ đông của con ở một cái khu vực riêng biệt. Và mình để trong vòng 3 tháng thôi. Mặc dù là ngăn đá nhưng mà mình cũng không để quá lâu, bởi vì mình để lẫn cả thức ăn của gia đình nữa mà. Đó là về thời gian để các mẹ bảo quản sữa. Còn về dụng cụ thì sao? Thì thông thường ấy, theo kinh nghiệm của mẹ Sam thì mình sẽ có hai cái dụng cụ để bảo quản sữa cơ bản. Đó là bình trữ sữa và túi trữ sữa. Thì ở đây mẹ Sam có hai cái bình trữ sữa như thế này. Đây là hai cái loại bình mà mẹ Sam thường xuyên sử dụng để trữ sữa cho con. Tất nhiên là tùy lượng sữa của mẹ nhiều hay ít và tùy mục đích mình trữ bao nhiêu lâu, trong thời gian như thế nào mà mẹ lựa chọn cái dung tích bình phù hợp. Như mẹ Sam thì thông thường là mẹ Sam chỉ lựa chọn cái bình khoảng 150ml, bởi vì nó sẽ vừa với cái lượng mà con ăn. Mẹ Sam không trữ sữa trữ đông nhiều, mình chỉ vắt ra. Mẹ Sam khi mà đi làm thì mình vắt sữa ra rồi mình để vào những cái bình này, và mẹ Sam sẽ để đúng với cỡ của con ăn luôn. Con ăn bao nhiêu thì mẹ sẽ để đúng mỗi bình bấy nhiêu, và sau đó ngày hôm sau thì bà ở nhà cho con ăn thì bà cứ thế lấy ra và hâm sữa thôi. Bà không phải đổ ra bất cứ cái gì khác, cũng không phải chuẩn bị cái gì rườm rà nữa cả. Thì đây là cái bình trữ sữa Medela. Cái bình này thì mẹ Sam rất là thích, bởi vì là nó có những cái vạch chia rất là rõ ràng. Các mẹ có thể nhìn thấy đây, nó có những cái vạch chia ml rất là rõ ràng và dễ nhìn, nhìn nó cũng xinh xinh. Ở bình Medela này thì mẹ Sam mua với giá là hơn 100.000 một bình. Và đây là bình trữ sữa Unimum. Bình Unimum thì nó cứng hơn. Tuy nhiên có một cái nhược điểm mà mẹ Sam không thích, đó là cái vạch chia ml thì họ dập nổi nhưng mà lại không có màu, nên là khá là khó nhìn thấy cái vạch chia ml này. Cái bình Unimum thì họ, nhà sản xuất họ có làm cái lỗ như thế này với mục đích là khi mà mẹ trữ sữa, mẹ để ở đây, mẹ để vào ngăn mát tủ lạnh, và sau đó thì mẹ có thể mở ra lấy cái nắp này ra, bỏ cái nắp này đi, và sau đó thì mẹ lắp cái núm ti giả vào đây và cứ thế cho con ăn. Thực ra thì cũng mẹ Sam cũng không sử dụng đến cái này đâu, mà chỉ sử dụng để trữ sữa thôi. Nếu như mà mẹ nào mà không có bình ti cho em bé thì mẹ có thể sử dụng luôn cái bình này, là bình để cho em bé ti luôn. Đây là hai loại bình mà mẹ Sam sử dụng. Ngoài ra thì các hãng họ cũng có những cái bình trữ sữa với cái dung tích lớn hơn, thì tùy cái nhu cầu của mẹ và mẹ sử dụng. Và cái bình này thì chủ yếu là mình sẽ sử dụng để trữ sữa ở ngăn mát tủ lạnh và để cho con uống luôn trong ngày, hoặc là chỉ sang đến ngày hôm sau thôi.
Có một số mẹ hỏi là thế thì cái bình chứa sữa này mình có thể để đông đá được không? Thì đương nhiên là có thể để được rồi. Tuy nhiên là nó sẽ rất là cồng kềnh, rất là tốn diện tích. Đó là thứ nhất này, nó rất là tốn diện tích chỗ. Và cái bình thì nó rất là đắt. Bình đắt tiền như thế này mẹ không thể sử dụng quá nhiều những cái bình này để trữ sữa cho con ở trong ngăn đá được. Nếu như giả sử có hôm nào đấy mà nhỡ mẹ chỉ có một hai bình mẹ muốn trữ sữa để vài ngày sau con ăn thì mẹ có thể làm, nhưng mà cũng không nên không không nên sử dụng cái bình này để trữ sữa ngăn đá. Và có một cái nhược điểm mẹ Sam thấy là mẹ Sam cũng đã thử rồi, đã từng thử trữ cái bình này ở ngăn đá rồi, thì rất là buồn là có một cái bình mẹ Sam trữ và nó đã bị nứt vỡ, bởi vì là bình nhựa mà mình để ở ngăn đá thì nó rất là giòn, cực kỳ giòn và nó cứng lên và nó rất là giòn và dễ vỡ. Và mẹ Sam để ngăn đá không may vô tình rơi nhẹ thôi là nó đã vỡ toang ra rồi. Rất là lãng phí một cái bình mấy chục nghìn như thế này mà vỡ thì rất là tiếc. Và vậy thì khi mà trữ sữa cho con ở ngăn đá thì mẹ sử dụng cái gì? Rất nhiều mẹ đã quen và đã biết với cái túi trữ sữa rồi. Đây là cái túi trữ sữa mà mẹ Sam sử dụng. Nó như thế này. Mẹ Sam mua cái đây là túi trữ sữa Falin. Mẹ Sam có thể mở ra cho các mẹ xem. Túi trữ sữa với những mẹ chưa biết. Một cái hộp này, mỗi túi đây là 120 ml này. Đây. Đây là một cái bịch. Trong này thì nó có hai bịch như vậy. Trong cái túi trữ sữa này sẽ có hai bịch như vậy. Các mẹ mở ra. Mẹ mở ra xem. Cái túi trữ sữa nó như thế này. Mỗi túi như thế này thì mình có thể trữ được 120 ml sữa. Đó, mỗi một cái hộp thì nó có 20 túi. Thì cái túi này nó có một cái ưu điểm mà mẹ Sam rất thích, đấy là khi mà mình trữ sữa vào thì mình để ở trong ngăn đá tủ lạnh nó rất là gọn gàng, mình xếp rất là được rất là nhiều. Nên là có cái nhược điểm là cái túi trữ sữa này mình chỉ dùng một lần thôi, mình chỉ sử dụng một lần duy nhất là mình đã bị bỏ đi rồi. Và mỗi cái túi nó cũng có giá vài ngàn đồng, khoảng 5 đến 7 ngàn đồng. Thế nên là nếu như mà mình sử dụng quá nhiều cái túi này thì nó cũng khá là tốn kém đấy. Giả sử trong trường hợp mà mẹ chỉ vắt ra và mẹ để ngăn lạnh thôi thì mẹ không nên sử dụng cái túi này nhá. Mặc dù là hoàn toàn mẹ có thể sử dụng túi này để trữ trong ngăn lạnh, thế nhưng mà mẹ không nên dùng, bởi vì mẹ Sam thấy là nó lãng phí quá, nó tốn và nó lãng phí. Hơn nữa là nó là đồ nhựa thì nó cũng hại môi trường. Mình cố gắng là hạn chế sử dụng những cái túi nhựa thôi, nó sẽ tốt cho môi trường hơn. Thì cái túi này mẹ tưởng tượng là ngày nếu như ngày nào mà mình cũng dùng, mà cứ mỗi ngày mình dùng mình vứt đi 5 đến 7 nghìn thì rất là tiếc đúng không? Nếu giả sử mà mẹ không trữ sữa ở ngăn đá mà mẹ để ngăn mát thì tốt nhất là mẹ sử dụng những cái bình trữ sữa như thế này nhé. Dùng túi trữ sữa, mặc dù là mua tính ra tiền một túi thì nó rẻ, nó chỉ có mấy nghìn thôi, thế nhưng mà mình chỉ sử dụng được một lần, khá là lãng phí. Thì mẹ Sam có một số những cái đồng nghiệp thì mọi người cũng sử dụng cái túi trữ sữa này để trữ sữa ngăn lạnh cho con, ở ngăn mát cho con. Thì sau đó thì mẹ Sam biết, mẹ Sam có khuyên là thôi tốt nhất là không nên dùng mà chuyển sang dùng những cái bình như này, bởi vì bình như thế này thì mẹ mua một lần mẹ dùng được mãi, nó mấy chục nghìn một bình, nhưng mà cái bình Unimom là 70 nghìn một bình. Một hộp nó có 3 bình, nhưng mà mình có dù thể dùng được mãi cơ mà, trong khi là cái túi trữ sữa mình chỉ sử dụng một lần là mình đã phải vứt đi rồi, thành ra là nó khá là lãng phí và nó cũng hại môi trường nữa. Thì đó là cái mà mẹ theo cái quan điểm của mẹ sao các mẹ nên cân nhắc khi lựa chọn là mình sử dụng bình trữ sữa hay là túi trữ sữa, tùy vào cái mục đích sử dụng của mình. Tốt nhất là túi trữ sữa sẽ chỉ sử dụng khi mà các mẹ trữ sữa ở ngăn đá thôi, và bình trữ sữa thì sẽ sử dụng khi mà mẹ trữ sữa ở ngăn lạnh. Đó, nó rõ ràng như thế thì các mẹ sẽ dễ hơn. Mẹ sẽ hy vọng là cái video này đã giúp các mẹ hiểu hơn về việc nguyên tắc bảo quản sữa mẹ cũng như là cái dụng cụ làm thế nào để trữ được sữa mẹ. Các mẹ đừng quên like và subscribe channel của mẹ Sam để nhận được video sớm nhất mỗi khi mẹ Sam phát sóng nhé. Các mẹ hãy ấn vào cái nút hình quả chuông ở bên dưới nhé. Cảm ơn các mẹ.